Chào bà con cô bác ha. Lời nói đầu tiên thì bên cửa hàng Trường An xin chúc sức khỏe bà con cô bác ha. Bên cửa hàng Trường An bữa nay có vệ sinh một số con máy, cũng có dòng Echo, Magu. Lần đó thì cũng còn Magu nhiều lắm, mới có vệ sinh thì mấy con là giới thiệu cho anh em bà con cô bác cùng tham khảo ha. Một con máy thì bên cửa hàng Trường An nó sẽ không nhận cọc, chung giao hàng tận nơi. Rồi là bà con anh em mình đó là kiểm tra máy, giật nổ, rồi thanh toán cho bên cửa hàng, giao cho bên phía bưu cục. Và một con máy vậy á, là mình sẽ được tặng được 8 món đồ. Một đó là mình có một cái ổ cứa cắt cỏ. Bên đây thì bên em sẽ quấn dây cho mình hơi nhiều xíu ha. Rồi hai á, là một cái lưỡi cắt dài của phòng quan, lưỡi tốt nha. Ba là một cây mỡ, chung cái lục giác á, cây này cũng xịn đó nè. Rồi bốn là một cái mugi để mình phòng hờ theo sau thời gian mình chạy máy mình nó bị chết gì đó mình thay thế. Đó, bốn năm là cây mở mugi, vừa mở mugi vừa mở được lưỡi cắt luôn. Sáu là dây đeo cắt cỏ. Bảy là một chai nhớt để mình thử máy pha xăng. Tám là một cái lưỡi tròn, là phụ kiện tặng theo là đầy đủ chưa nghe bà con. Rồi 8 món mà để qua bên đi. Về vô vấn đề mình nói gọi là máy đi. Là con máy này đầu tiên. Con máy này là con máy Echo 213, cũng như là nó là Echo 209 á. Máy này trước đó là máy đề nhưng mà nó nặng nề quá, cắt bỏ pin này. Rồi để em test máy thử cho bà con ha. Là trước tiên là mình bơm xăng. Bơm xăng rồi bắt đầu là nó có nước đen 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 này nè, mình nhấn vô miếng. Hơi đời cổ nhưng mà nó mạnh lắm nha. Con máy này thì đầu tiên thì giao lưu cho với bà con cô bác là con máy này là 1,3 triệu thôi. 1,3 triệu, con mã con số 1. Con số 1 là 1,3 triệu. Nói chung là ốc ác đồ này kia là còn ngon lành nha. Tay lái này thì em thay mới à. Còn cái này thì gắn cái cỏ này đủ cho mình nha. Con máy này còn mạnh lắm. Đó là con số 1. À, giao lưu của mình đó là 1,3 triệu, bao ship tới nhà, không nhận cọc. Bà con thử máy, ok, thanh toán là con số 1. Rồi em bỏ qua bên ha. Rồi con này á, con này là cái con Magu. Magu. Con này là con Magu KC23 GX. Ốc ác rồi nè, bà con thấy không? Mới toàn nè, máy này đẹp cực kỳ đẹp luôn. Bình xăng trắng nõn nè. Máy là đẹp có khoảng 90-95% nha bà con. Rồi con để xa xa thì đừng có gần quá cũng khó. Rồi con máy này thì mình muốn giật chạy á thì mình có nó đơn giản này mà cũng không có gì phức tạp chứ. Bên em là dọn máy là không có cần lên ga, chung là mình để cứ kéo ga gì hết rồi bơm xăng, bơm chú nè, rồi e này kéo xuống, kéo xuống cái không gỗ đầu là giật. Nghe bà con dây gì nữa mới chát à, nhưng mà giật nhẹ. Rồi con này em giao lưu với cô bác anh vậy là con này là cây ba. Con này nói chung thì lâu quá em không đăng máy bán, những ngày em đăng máy bán lên em để hữu nghị cho anh em cô bác mình xài ha. Con này là em tính cho là 1,4 triệu là bao ship tới nhà. Là con này là con số 2 Magu nha, số 2 là giá là 1,4 triệu, bao nguyên zin bao đẹp luôn nha bà con. Máy này là nói chung là zin toàn bộ,
máy quá trời đẹp. Máy này về mình có là vệ sinh được cho con ha. Thì máy này có thay ống xăng nè, mà thay ống xăng này cũng xịn nha. Bao bà con xài ống xăng là 3 năm chưa hư nữa. Ống xăng. Rồi con số 2. Rồi bắt đầu mình tới con số 3. Con số 3 này á nó cũng là con Wagyu giống như con hồi nãy. Nào. Chú bác là thấy không? Anh chị thấy không? Chung là em quay thì dắt hơi chiều tối thì nó cũng không được sáng luôn. Con máy là đẹp cực kỳ luôn. 90%, 9 nút. Thì con này cũng như con kia thôi, nhưng mà nó được cái là cần ra bóp hệ. Cái này mình muốn bóp ra và lên vừa vừa là mình kéo này lên, cái mình bóp là ra nhỏ. Mình muốn lên ra lớn là mình kéo này xuống. Bóp là lên ra lớn. Rồi con này cũng như con kia thôi. Nói chung mấy bên dòng máy em dọn là không cần lên ga giật là rồi bóp vô bóp mình bóp bóng cái gì đó rồi rồi e là mình kéo xuống ấn sau này là kéo xuống đóng rồi mình giật thân cát còn dây giật cô bác không vậy máy hơi chắc nịch nha. Con này con số 3. Rồi máy đẹp cực kỳ luôn. Em giao lưu với cô chú anh chị làm cũng là 1 triệu tư luôn, là con số 3. 1 triệu tư. Nói chung là anh em có xài cần xài gì đó, mình cứ liên hệ qua số điện thoại mình hoặc mình ghi ở dưới đó. Rồi mình điện qua cái đó là số mình xài Zalo luôn. Rồi số điện thoại của em á là 093 4567 095, số đó là mình xài Zalo luôn ha. Rồi con này là con số 4, là con số 4 đó. Là cũng y chang như con kia thôi, giờ là mình bơm sạc. Bơm vũ ha. Máy đẹp cực kỳ. Không lô lô máy này đẹp. Rồi đầu là kéo này xuống, rồi đóng nghe, cần ga là trở về hết. Cái này là thử hơi nha, giật. Đó, nó chạy vậy là mình không cần đóng nghe đâu. Mà máy này nhầm con máy là những cái bình xăng á, có nghĩa là mình để là 5-7 ngày hay gì không biết, mình không có sử dụng. Có thể là mình đem ra là mình bơm xăng rồi việc chạy luôn rồi chứ không cần đóng e nữa. Mà có những cái bình xăng á, là mình cũng không cần bơm xăng luôn. Nếu còn xăng ở trong bình đó là nó sẽ tự hút luôn. Số 4. Con số 4, con này đặc biệt hơn, nó có nghĩa là nó tum gời nghe cô bác. Là con này là tum gời. Cái đời tum gời á thì nó có nghĩa là nó sẽ chạy bền bỉ và nó bóp hơn thằng tum liền. Mà cái thằng này là nó được có một cái là nó sẽ mình gắn vô bình xịt, mình chế cháo vô xe đồ này kia nó cũng dễ hơn nữa. Cái đời tum gời này á, thì nó mắc hơn cái đời tum liền là 100 ngàn nha bà con. Con này con số 4. Em giao lưu với cô bác là con này là cây 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi nghe bao xíu mà con. Tặng 8 món đồ. Chung là máy cái có trục chặt vậy đó. Gửi em là bắt đầu em bảo hành cho mình xài. Hướng dẫn cho mình xài bình thường. Rồi con này cũng vậy luôn. Nó là một con Magu 23 là tum gời. Máy đẹp can can ha. Giữa còn hơi bị dính nhớt xíu mà cái này thì nó không quan trọng. Con này để em giật thử rồi thổi đóng thử không bóp xăng rồi không lấy gì luôn đây. Nãy để gì máy mình làm cũng mấy tiếng hồ rồi. Em giật thử nó chạy không? Xăng này có thể là mình ấy rồi mình để lâu thời gian lâu đó, mình cũng không cần bơm xăng nữa tại vì nó sẽ tự giữ xăng.
Con này em cũng giao lưu cho với cô bác anh chị, là con này là con số 5, 1 triệu rưỡi luôn. Con số 5, 1 triệu rưỡi. Con này thì ở tiệm thường thường người ta bán thì cũng 1,7 triệu 8, mà không được tặng đồ kèm theo nhiều gì đâu nha bà con. Và máy này là máy dạng máy lựa không à. Cũng mong anh em cô chú ủng hộ bên kênh YouTube của Điện máy Trường An ha. Rồi mình cũng làm thêm dọn dẹp thêm những con số máy nữa, là máy gu 26 rồi nữa, máy lớn hơn. Rồi chào bà con nha. Có gì thì mình liên hệ qua số Zalo để dưới màn hình đó bà con. Rồi chào bà con.